Chúc mừng thật tất cả mọi người. Happy birthday. Quyền Linh trân trọng chào đón quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình chúc mừng sinh nhật của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây thì chúng ta sẽ làm quen với ba thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Mình học đàn bị chê công tử, mình cưỡi ngựa bị nói cao bồi. Vậy từ đây tôi sẽ là mình, sống xứng danh anh chàng 8X. Chúc mừng sinh nhật Hoàng Việt. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ hạnh phúc. Thí sinh thứ hai. Hồi còn nhỏ tóc mình hai biếm, giống hai sừng vì tuổi con trâu. Nay lớn rồi tóc em một biếm, để như vậy mới có người yêu. Chúc mừng sinh nhật Kim Trang. Thí sinh thứ ba. Ngày xưa còn bé mẹ bồng, chớp mắt một cái đã có người yêu. Chớp thêm một cái, người yêu đâu rồi? Chúc mừng sinh nhật Huyền Vũ. Chào bạn Hoàng Việt. Dạ em chào anh. Một chàng trai rất cao, sinh năm 1989. Dạ. Hình như bạn cao cũng 1m89 luôn hả? Dạ không, em cao cũng 1m86 rồi anh. Bạn có hay chơi bóng rổ không? Dạ không, em chỉ lúc trước thì em có chơi đá banh nhưng mà giờ thì không có chơi nữa. Dạ. Ai làm tóc cho bạn? Dạ đó là bạn em. Hôm nay bạn đến phim trường với ai? Dạ em đến với anh, em và những người bạn của em. Chúc bạn. Chúc bạn thật nhiều may mắn nha. Dạ. 50 triệu đang chờ bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Xin chào bạn. Dạ, xin chào. Hôm nay bạn có áp lực khi phải ngồi giữa hai chàng trai không? Cảm thấy mình cảm thấy vinh hạnh ngồi giữa hai chàng trai rất đẹp. Vinh hạnh. Dạ. Hai chàng trai cũng đẹp trai đúng không? Dạ. Nhất trai thường lanh hơn gái, bạn có sợ áp lực không? Dạ không, lần nãy hai bạn nói sẽ nhường em rồi hả? Nãy hai bạn này đã nói là sẽ nhường em rồi. À hai bạn nói nhường rồi hả? Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ hôm nay đến với mẹ em, bạn em và các bạn của em. Dạ. Gia đình và bạn bè của bạn. Chúc bạn nhiều may mắn. Dạ, chúc sinh nhật vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Xin chào bạn. Chào anh. Nhìn giống như là coi như là bọt sách. À. Dạ em thì em nghĩ là đeo kính hay không đeo kính thì quan trọng là trong đầu mình có cái gì thôi. Quan trọng trong đầu mình có. Dạ. Gì không, đúng không? Bạn đang làm nghề gì? Em đang là sinh viên khoa du lịch của trường Đại học Dân lập Hùng Vương. Học năm thứ mấy rồi? Dạ năm thứ ba. Hôm nay bạn đến phim trường với ai? Hôm nay em đến phim trường với gia đình và các bạn của em, là một chỗ dựa tinh thần rất là vững chắc cho cuộc thi này. Gia đình và bạn của bạn. Mong rằng giá trị 50 triệu đồng sẽ được bạn trân thương. Dạ rồi, cảm ơn anh. Chúc bạn may mắn. Chúng ta đã giao lưu xong với ba thí sinh và bây giờ chúng ta bắt đầu với chương trình của chúc mừng sinh nhật để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Chúng ta đang đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật và ở vòng 1 này thí sinh sẽ trả lời câu hỏi bằng cách đoán tuổi của các vị khách mời. Nếu như đoán đúng một người, thí sinh sẽ nhận được âm 5 điểm. Và sau khi kết thúc vòng 2, thí sinh nào có số điểm âm càng cao, thí sinh đó sẽ có cơ hội đến với giải thưởng 50 triệu đồng. Đầu tiên thì chương trình sẽ tặng cho mỗi thí sinh, mỗi người âm 5 điểm làm món quà may mắn. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Mình là Phan Thành Cân. Xin chào chương trình chúc mừng sinh nhật. Đối với các bạn, mình năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Nhiếp ảnh gia Phan Thành Cân bắt đầu nghề nhiếp ảnh từ năm 1998. Và hiện nay anh có rất nhiều hình ảnh đăng trên nhiều tạp chí. Chúng ta hãy đoán xem nhiếp gia Phan Thành Cân năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy? 40? 36? Mấy? 37? 37? Ta hãy đưa tay lên bàn phím và chọn cho mình một con số đẹp nhất. Xin mời các bạn. 35? 36? Xin mời. Khởi đầu thì cả ba bạn
đoán sai hết. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Ngọc Trai xin chào các bạn khán giả đã theo dõi chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Các bạn đã biết Ngọc Trai qua vai diễn Quý Ròm trong bộ phim Kết Bạn Hoa. Thì Ngọc Trai xin đối các bạn là nay Ngọc Trai bao nhiêu tuổi? Đây là diễn viên Ngọc Trai, từng là thành viên của sân khấu đội kịch Tuổi Ngọc do nghệ sĩ ưu tú Lê Cường làm chủ nhiệm. Đoán xem Ngọc Trai năm nay bao nhiêu tuổi? Rất nhiều con số đưa ra, 19, 20. Nếu các bạn muốn biết bao nhiêu, các bạn hỏi nghệ sĩ ưu tú Lê Cường, đạo diễn đang ngồi đó, học trò ruột của anh Lê Cường. Bao nhiêu bạn? Kim Trang. Kết thúc. Vậy là các bạn khán giả đoán mình là 20 mấy tuổi sao? Chà, công nhận cũng chính xác ghê. Nhưng mà 20 mấy tuổi là phải mấy năm sau mình mới 20 mấy tuổi lận. Bây giờ mình chỉ mới có 19 à. Không, không, cuối cùng của vòng 1. Bắt đầu. Hai, Hồng Nguyễn xin chào chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Xin chào các bạn thí sinh và đặc biệt là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Bây giờ Ngọc Nguyễn có một câu hỏi dành cho các bạn. Nếu các bạn biết được là Ngọc Nguyễn hiện nay bao nhiêu tuổi? Trước khi các bạn trả lời thì Ngọc Nguyễn có một gợi ý nhỏ nhỏ cho các bạn, đó là Ngọc Nguyễn năm ngoái thì trẻ hơn năm nay 1 tuổi. Chúc các bạn may mắn và chào các bạn nha. Phan Thị Ngọc Diễm vừa đoạt vương miện Hoa hậu du lịch năm 2008. Cái này chắc là các bạn học du lịch các bạn cũng khá rành đây. Phan Thị Ngọc Diễm năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy? 20 mấy? 23 phải không? Mấy? 24? 14 hả? Có người nói 14. Rồi, chúng ta đưa ra con số cụ thể đi các bạn. 23, 20, 20 thì có thể. Nhưng 23 hơi cao không ta? Có ai muốn đổi không? Không đổi, xin mời. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Và đáp án cuối cùng của chúng ta đó là năm nay còn những 21 tuổi. Trải qua 3 câu hỏi thì 3 thí sinh chưa có ai đáp đúng hết. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúc mừng cho người có số điểm âm cao nhất. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho bạn Kim Trang đã chiến thắng ở vòng 1. Cảm ơn quý vị và các bạn đến với vòng 2 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Trải qua vòng 1, bạn Kim Trang đã là người thắng cuộc. Nhưng vòng 2 mới là vòng rất quan trọng với ba thí sinh. Bởi vì ở vòng 2 này nếu như đoán đúng một câu hỏi các bạn sẽ được âm 10 điểm. Với 2 câu ở vòng 2 các bạn sẽ được âm 20 điểm. Người nào chiến thắng vòng 2 thì chắc chắn sẽ đến với vòng đặc biệt. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Anh cầu rằng anh sẽ rời đi, sẽ mãi đi tìm một giấc mộng đẹp. Ôi giấc mơ tuyệt vời thần tiên và trở về trong ký ức rồi. Chào, nhóm Showbang gửi lời chào đến chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và chúc cho các bạn thí sinh có một ngày sinh nhật thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc và đặc biệt là may mắn được 50 triệu đồng. Và sau đây là câu hỏi mà nhóm Showbang gửi đến chương trình. Đối các bạn, tổng số tuổi năm nay của nhóm Showbang là bao nhiêu? Chúc các bạn may mắn. Đây là những thành viên trong nhóm Showbang. 3 thành viên cũng còn rất trẻ. Chúng ta đoán xem nhóm Showbang năm nay bao nhiêu tuổi. Hey. Mấy? 65? 70? 75? 58? Rồi, xin mời chúng ta chọn phím cho các bạn. 63, 65. Tôi đoán khoảng 58. Có ai theo tôi không? Xin mời. Hai, mình là Hải Vy, năm nay mình 19 tuổi. Hai, mình là Ngọc Nhi, năm nay mình 20 tuổi. Còn mình là Thu Trang, năm nay mình 19 tuổi. Vậy tổng số tuổi của nhóm Sa Băng sẽ là 58 tuổi. Thấy chưa? Tôi nói các bạn đổi đi, các bạn không đổi.
Nói chung là ta bình tĩnh, tập trung hết sức mình. Ở đây là câu cuối cùng, âm 10 điểm. Hiện nay thì số điểm của ba người gần bằng nhau, ai cũng sai giống như nhau. Câu hỏi cuối cùng của vòng 2 bắt đầu. Hi, xin chào các bạn. Quốc Bảo xin chào chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và đây là bạn gái Thu Hạnh. Hạnh, tôi có câu hỏi đây cho các bạn là nếu cộng tuổi của Thu Hạnh và của Quốc Bảo thì năm nay chính xác là bao nhiêu tuổi? Quốc Bảo đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, khoa diễn viên điện ảnh. Còn bạn gái là Thu Hạnh đang là sinh viên. Năm nay hai người bao nhiêu tuổi? Mấy? 50. Nhiều? 50. Mấy? 50, 55, 60, 48. Rồi. Câu này rất quan trọng đối với ba thí sinh. Rất quan trọng các bạn. Ta bấm phím đi. Ai là người nhà của bạn Kim Trang? 49 đúng không? Ai là người nhà của bạn Huyền Vũ? Bao nhiêu? 48. Huyền Vũ có đổi không? Dạ không ạ. À. Kim Trang? Dạ không. Bạn 43. 49 hả? 49. Bạn đổi 43 đi. Dạ thôi được rồi. Không đổi 43 đúng không? Có ai đổi 43 không? Không đổi đúng không? Các bạn có 5 giây suy nghĩ nha. 1 2 3 4 5. Không ai thay đổi hết. Xin mời. Rất vui gặp được các bạn. Năm nay Quốc Bảo 24 tuổi. Thu Hạnh được 19 tuổi. Tổng cộng là 43 tuổi. Xin chào. Chưa. Chúc mừng bạn. Bạn là người cao nhất. Trời ơi. Hả? Cao dữ vậy. Bạn bạn nhận được giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng. Chào bạn. Ba cũng sẽ nhận giá trị giải thưởng là chưa biết. Chúc mừng Nguyên Vũ. Bạn là một chàng trai rất là tự tin, tôi nghĩ là như vậy. Bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là... Bạn biết bao nhiêu không? Dạ không ạ. 2 triệu đồng của bạn. Và bạn Kim Trang cũng nhận giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng. Những điều quan trọng ở đây ai cũng muốn biết. Ai cũng hồi hộp căng thẳng chờ đợi cả gia đình thí sinh và tất cả khán giả đang rất muốn. Cả khán giả truyền hình. Ai sẽ là người đến vòng đặc biệt, đó là bạn Hoàng Việt. Hoàng Hoàng Việt sẽ đến với vòng đặc biệt chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và xin chúc mừng sinh nhật cho tất cả những ai có sinh nhật trong tuần này. Nếu như bây giờ bạn không quay nữa thì bạn sẽ chọn 3 hộp quà. Mỗi hộp trị giá 10 triệu đồng, 1 triệu đồng và một tràng pháo tay. Em chọn thức là chọn quà. Chọn quà? Dạ. Bạn không quay? Dạ. Bạn sẽ chọn hộp quà nào? Dạ, cho em chọn hộp màu xanh dương. Xanh dương kia? Dạ. Chắc chắn chưa? Dạ. Bây giờ bạn thử quay đi. Đây rồi. Không vấn đề hết. Bây giờ bạn đã chọn hộp màu xanh dương. Nhưng mà 10 triệu đồng không nằm trong hộp này. Bạn sẽ nhận được 1 triệu đồng hoặc một tràng pháo tay. Bạn muốn cái nào? Dạ nếu giữa chọn hai cái thì em xin chọn 1 triệu. Hả? Em xin chọn 1 triệu đồng. Tôi nghĩ là hộp 10 triệu nằm bên kia. Rồi, bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là... Xin mời khán giả vỗ tay thật to lên nào. 1 triệu đồng, chúc mừng bạn. Chúc bạn nhiều may mắn.